Thưa quý vị, giữa mùa dịch COVID-19, một hoạt động khá ý nghĩa đã được chi đoàn ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hòa Thành triển khai thực hiện, đó là ra quân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các trụ ATM. Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hòa Thành có 6 trụ ATM. Hàng tuần, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn sẽ ra quân dọn vệ sinh tại khu vực trước, trong và xung quanh các trụ ATM, thực hiện vệ sinh các cửa kính màn hình và bàn phím các máy ATM bằng các dung dịch sát trùng. Đồng thời, tại mỗi trụ ATM còn được bố trí một bình dung dịch rửa tay khô để người dân có thể dễ dàng sử dụng sau khi thực hiện các thao tác rút tiền trên máy ATM. Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình đã được phần lớn khách hàng của Vietinbank đồng tình ủng hộ.